Hello cả nhà, bây giờ mình nói hồi nãy mình nói là mình chia sẻ với cái nồi bánh canh. Thì bây giờ là nồi nước súp của mình đang nấu đây. Thì đây có mình bỏ vô thêm thịt heo ha, rồi mình nêm vô hạt nêm chay đó, hạt nêm nấm rồi đó cả nhà. Nên cái nước nó hơi ngả lại màu vàng chút, nhưng mà nước rất là ngon, tại vì ở nhà mình nấu mà. Rồi ở đây thì mình có bánh canh. Bánh canh của mình là để sẵn vậy đây. Rồi hồi nữa mình nấu nước sôi cái mình trụng. Mình trụng rồi mình mới bỏ vô tô. Đó, mình rã đá từ hồi sớm tới giờ nè. À, là bây giờ mình tới đâu là mình chia sẻ cả nhà tới đó. Bỏ nồi nước sẵn. Rồi ở đây là mình sẽ quay qua là mình sẽ lột tôm hùm. À, tôm hùm. Quá nhìn quá đẹp luôn, nó đỏ ao. Hy vọng nồi bánh canh này ra anh đang chờ đấy em. À, ngon lắm đó. Chất lượng mà đỏ ao ao luôn. Dạ, bây giờ là mình đang nấu như vậy thì giờ tới đâu thì mình chia sẻ cả nhà tới đó ha. Bây giờ là mình ngừng ngay đây. Đó, mình sẽ nấu rồi mình đi lột tôm. Đó, bây giờ là mình lấy cái thịt tôm ra nè cả nhà. Nhưng mà cái nước này nè, hồi nãy là mình rửa con tôm đầu đàng hoàng ha, thành ra cái nước này á là mình không có bỏ nha cả nhà. Cái nước ngọt thơm này nè là mình phải bỏ vô cái nồi nước súp của mình cho nó thơm chứ mình không có bỏ. Tôm tươi rối luôn mà xã, Dạ, thịt nhìn rất là tươi. Đó, mình lột nó ra luôn. bây giờ Dung ơi, hôm nay mình lấy cái tiêu đề gì cho cái bánh canh này nè, để cho vui vui nè, bánh canh vô hay là cô năm vốt bánh canh tôm à, của ai? của bà Năm À, của bà Năm. Năm của cô Năm chứ. Cô Năm đi hả? À, cô Năm nghe nói bà Năm thấy nó ấy quá phải không? Vui lắm các bạn ơi, hôm nay có mấy em đến nè, ăn tối với gia đình vậy đó. Thấy căn bếp có vẻ nó xôn xao, nó rộn nhộn nhịp lên thấy nó vui. Cái kiểu này chắc không có thế mà nó lại đồ bỏ của mình. Đó, mấy em cũng đang phụ đó. Không có đủ sức. Phụ lột tôm hùm ra. Rồi cô Năm nhà ta thì ở Su đang làm gì đây? Su định lắm đó cô chú ơi. À, hôm nay thấy được ông anh đến nhà chơi nè, đang nằm chơi cái Su bay lên làm quen liền. Lâu lắm rồi đó. Hai đứa cần mình đây nè. Mình cần qua nó làm cái nào cũng ok lắm đó. Mình cắt xong đó đây thì ăn mà mấy cái khó thì cái nội thì cứng Hello, xin chào đại gia đình trở lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay có mấy người em thân tình về đây nè, ngồi ăn món bánh canh của cô Năm ra tay bữa nay, đúng không? Bánh canh tôm hùm. Bánh canh tôm hùm cả nhà, nhìn hấp dẫn lắm. Đó, các bạn thấy không? Thôi, xin mời đại gia đình của mình cùng vào bàn với gia đình mình nha. Rồi mời các em cứ tự nhiên em. Rồi giờ các em bỏ thời gian về đây ăn bữa tối với vợ chồng anh chị ha. Rồi, Phượng nấu là vui lắm rồi. Cảm ơn chị Phượng nữa chứ. Không có chi, không có chi. Nhìn rất là hấp dẫn. Hấp dẫn em hả? Dạ. Yeah. Món này lạ. Bánh canh mà mình ăn với tôm hùm lần đầu tiên ha. Dung lần đầu tiên luôn em. Anh cũng vậy luôn em. Hồi xưa vậy. Canh cua, bánh
canh giò heo nhưng mà bánh canh tôm hùm thì chưa thử qua. Chưa phải không? Dạ, mình ăn đi, ăn là biết ngon. Ngon quá. Ngon. Để. Vừa ăn không? Ok đó. Good. Good không? Đậm đà. Đậm đà hả? Mình thì mình phải bưng cái đậu tôm ra ngoài biển. Nó chả chỗ. Ok. Riêng anh á, anh là thích cái đầu tôm để trong cái tô này nó hay hơn. Mình ăn thấy nó nhìn nó hấp dẫn lắm. Dạ. Đó là ơi. Nhìn nó quyến rũ. À, quyến rũ. Nhưng để quyến luôn à. Được luôn. Tôi các bạn lâu lâu anh em có những cái dịp như vậy đó. À, các em hôm nay cũng về sớm rồi thôi anh em có nhà ý. Bà xã ra tay làm cái món này nhưng mà hôm nay cũng thiếu một vài thành ba bốn thành viên các bạn. Tới giờ chót không cancel các bạn ơi. Tới giờ chót các em về nhà bị lý do này kia nọ hết. Cho nên cũng không đủ. Nhưng mà vậy thôi, đây anh em mình cũng thấy vui rồi. Dạ. Ăn cúng thôi. Ăn cơm tối thôi mà, giống mình ăn tối thôi. Pretty good. Ngon chứ không? Cứ lèo đi quần nấu ngọt. Ngọt, đậm đà. Ok, cái nước tôm hùm mình đổ vô luôn. Wow, sẽ có mùi. Dạ, nó cho mắt có mùi đó, rồi bánh canh tôm hùm mà. Cái nước tôm hùm á, mình rửa sạch tôm hùm đi rồi mình ấy, mình lấy nước bỏ vô. Vừa về cũng làm cũng lẹ chứ. Tức tắc luôn. Về cái có cái giò heo liền à. Tức tắc luôn. Tại vì mình hầm cái nồi nước lèo trước rồi. Không, 2 tiếng hả? Tiếng. À em ăn thấy sao? Tôm ngọt thịt. Được. Ngon ngon. Nó lạ. Là lạ hay mà hả? Nhờ cái là cái con tôm này tươi thôi. Đó. À. Mấy con bác Hùng hỏi ăn ngon hơn ngon không? Yeah. Quá rồi. Ok, mày lấy qua rồi con. Quá ngon em ơi. Quá xuất sắc. Thank you em. You're welcome. Là cái vai đó. Này đây em cũng có nấu khoai mà không có bỏ, nó đặc vậy. Ừ, đây em có bỏ bột. Cái này là lần đầu tiên Hà ăn luôn hay là ngày xưa có ăn rồi? Bánh à. Bên cạnh hả? À. Ờ, có ăn rồi chứ. Em ăn rồi nhưng mà cái kiểu này thì Hà chắc cũng chưa ăn qua. Em nấu bánh canh cua rồi em phải cái nước sạch sạch. Nó mới ngon. Nó mới ngon, còn mà nước lẫn kia là giống như bánh canh giò heo thường. Còn nếu mà đã nói là bánh canh cua là mình phải nước sạch sạch. Học được thêm một chiêu. Ngon quá Dung hả? Là nó vậy đó, quen rồi với cô chú tên Ken cũng nghe nó quen rồi. Bị đòn nha. Cứ vậy đó. Lèo em nấu ngon quá. Ngọt thanh á. À, ngọt thanh, ngon. Tại vì bữa mình hầm 5 sao xương. Xương cụ chỏ vậy đó. Xương ống á. Xương ống á. Xương cụ chỏ. Với hai bộ xương con gà nữa. Nó đậm đà nhưng mà không có mặn. Hai bộ xương gà chị mua đâu? Cái nước cốt ngon quá. Ở chợ luôn. Nó lóc ra nó bán. Ờ, nó có sẵn. Nó bán dạo gần đây em đi thôi, quen họ mới bán. Ờ, gần đây em đi thôn này không thấy xương gà nữa. Ghê vậy, bán xương gà luôn hả? Ừ, có. Bây giờ không có nữa. Tại người ta bán cho nhà hàng á em. Đọc thịt, đọc rồi hết rồi, cái còn bộ xương á. Cái đó rẻ lắm, hai bộ. Nếu mà một cái tô bánh canh này đó, theo các em nghĩ á, nếu mà mình đi ra tiệm mình ăn á, mà một tô bánh canh như vậy đó thì xứng đáng để ngồi tìm bán một tô là bao nhiêu? Đây coi một con tôm hùm thì nó bán khoảng 20, nó tính là khoảng 20 đồng đi. À. Tô này ít nhất cũng phải 30 đồng. Ừ. 30 tới 40. Ừ. Là bao nhiêu tiền Việt Nam em? Vậy ở đây cũng 800 ngàn hả? Cả triệu. 30 ngàn hả? 30 đô mà cả triệu không hả? Dữ à? Đô thì chưa tới. Chưa tới. Chưa. 700. Béo là. Mà nếu như vậy mà một tô đi một tô mà đặc biệt như thế này mà 700 ngàn thì ăn cũng xứng đáng vậy mà. Dạ ngon. Xứng đáng. Xứng đáng lắm cả nhà. Tại tinh thần rất là ngon. À. Mà đắt lobster. Nữa. Bánh canh lobster nha, món này là món trẻ đó, chưa đắt cho thị trường rồi đó.
chưa vô thị trường. Chưa vô thị trường. Bản quyền khỏi với các bạn bán cho bản quyền rồi nha. Bản quyền của năm nha, năm. Chắc có lẽ hai vợ chồng mình mở cái tiệm mà bánh canh trâm hùm. Bánh canh trâm hùm không? À, bánh canh trâm hùm chắc ngồi, hai vợ chồng chắc ngồi chờ cả ngày cũng có hai vợ ăn. Bà phà luôn bây giờ. Phải có đâu, ăn quá. Ăn không? Ăn mắc quá có ai vô ăn không? Em chứ ăn, nếu mà ngon thì nó vẫn ăn. Không, nếu bạn làm đầu tô này là ok. Nếu mà phải 35 đến 40 đồng một con là ok. Mà nấu gì thấy bán được? Được. Cả nhà mấy mấy anh chị này hả là biết ăn ghê lắm, đồ mà dở là nó dở liền. Thành ra mình hỏi là mình bán được không? Tại vì các em ở đây đó các bạn, các em thường hay ở bên Mỹ này cuộc sống thì mình làm một tuần nó rất là mệt nhọc, cực khổ. Rồi thường thường cuối tuần các em ở đây thường hay mình đi tìm những cái món ăn nào ngon cho nó vừa miệng vậy đó các bạn. Cho nên cứ mỗi tuần mình thường hay thay thế món ăn. Cho nên ở đây là nhất. Đây là những người sành điệu ăn uống nè. Gì con? Muốn ăn hả? Ba là bị đòn nha, má mày cho thăm ao nghe ba là nghe. Vậy là hư nghe ba là. Có khách nha. Bút nó được không chị? Cũng được đâu em. Nó quen á, mà mốt có gặp thấy Nhung cái nó xinh. Nãy có một cái con tôm hùm á, trứng không luôn á. Đó, trứng đó. Rồi đưa em con này. Dễ hả? Em lừa. Đừng có lừa đâu. Em không thích ăn trứng hả? Bây giờ em cắn thử cái trứng rồi nó làm sao nó khác. Trứng không á. Không vậy hả? Nhưng nó béo chứ. Nó béo. Béo chứ. Trứng cá lóc không? Chứ là trứng cá lóc ngon, ngon mà. Ngon chứ, cái này ngon hơn. Cái đó trứng á. Ngon mà nó béo hơn, nó thơm thơm hơn, ngon lắm. Hôm qua anh có ăn mấy con là ơi. Sao hôm nay con thấy mấy cô chú đấy, tới được con quạt dữ rồi. Còn luôn mà đi lấy cái kê nữa phải không? Ngọt. Thịt giò heo, anh bỏ đi thịt giò heo đi không? Em sắc kìa, của anh không thấy hả? Có, nhạt giò đó. Cái nước nó ngon quá, nó ngọt ngọt ha. Nó cộng thêm cái vị mà seafood của tâm hùm nữa Nhung. Dạ. Thấy nó thơm. Mình ăn nó say mê luôn. Thơm. Tôm hùm mà ăn ngọt vậy mới ngon nè. Có nhiều khi đi nhà hàng sắp con tôm ăn nó ok ngọt. Bữa nay hình như là 7 con hả? Ngày hôm qua 10 con hả? Cả nhà có thể vô nấu như vậy. Tại vì mùa hè này cũng dễ nấu. Dạ. Thì mình nấu được bánh canh khô thì mình sẽ nấu được bánh canh tôm hùm. Rất ngon. Rất ngon. Mà nãy chị Phụ có chỉ mọi người không? Mình có nói về cái nước lèo. Chia sẻ nước lèo rồi với thịt đồ luộc rồi vậy thôi. Chứ mình không có kỹ. Thì cái nước súp khi mà mình ăn á thì mình sẽ quậy thêm nước bột bột năng hay là bột bắp. Mình quậy vô thêm để làm cho cái nước nó hơi sệt sệt cả nhà. Rồi mình sẽ phi đầu hành với tỏi với màu hạt điều mình cho vô. Mình cho vô cái nồi thì nhìn cái nước nó mới ra được cái nước như vậy. Nó mới đẹp. Nhưng mà mình ăn này là toàn là natural không, chứ mình chẳng có phải dùng màu, dùng gì hết trơn. Đúng rồi, rất là tốt. Thành ra ngon, ngon lắm. Sao có màu này chị? Màu đẹp quá trời. Màu hạt điều đó, mỗi lần mình mua mình phi lên, mình lấy cái nước. Mỗi lần mình mua về đó, cái là mình rửa sơ để nó ráo lại đi. Cái bát nước dầu cho nó nóng, thấy nóng rồi vậy, cái nóng rồi tắt lửa đi, đổ hột điều vô chứ không đừng có để cho nó cháy đổi màu khác. Cái nước ngon quá nó màu đen hơn luôn. Nó đổi màu thành cam. Cái nước cái càng hấp nó càng ngon. Mà hôm nay anh bảo đảm anh thấy các em ăn ngon miệng ở đây là anh biết là coi như là chị thành công rồi. Ngon không? Lạ ăn hết tô bánh canh luôn không? Đâu hả? Xong hết chưa? Dạ. Hết hả? Hết luôn hả? Giỏi nha. Rồi sao? Ông bột tới chứ. Ông bột tới chứ. Ok. Để đi. Wow, để em còn cua đã ở ngoài này nữa nè.
không chịu ăn nè. Không phải, để ăn từ từ. Thôi ké cái nha, okay. Ngon quá. Chấm nước mắm. Tối nay bà Năm mới làm không được cay hả? 5 cali à? 5 cali này, 5 cali. Không phải bà Năm này. Bà 5 cali. 5 cali. Tối nay con Năm ớt đang trồng chưa có trái. Ngon, ngon ăn. Thấy chú Hà ăn. Ăn là hết luôn nha mấy bạn. Hà mới biết khi mà Hà ăn là anh biết là coi như là món mà thích thú lắm á. Bởi vì là chú em ở đây là những người sành điệu ăn uống. Đây là một nhà ẩm thực nè. Rất là khó ăn cả nhà. Khó ăn lắm á các bạn. Khó ăn lắm á cả nhà ơi. Dễ nhưng mà khó là tại vì món nào ngon á thì mới ăn. Ủa là sao kỳ ta canh ngay cái lúc nào cũng vậy là bị đòn á. Ok. Chút xíu nữa đi. Muốn đi này lấy nữa phải không? Em nghĩ không, không. Anh bịt cho hết nó rồi. Một miếng gì không có lấy nữa. Khổ đi cho nữa. Không có cho nữa. Nó quen á. Nó làm như vậy để cho mình cho đó. Cái đầu của cái tầm hùm gì béo quá. Gạch á. Trong cái gạch á. Béo béo bơ vậy đó. Ngon say mê. Vậy đó cả nhà. Rất là đặc biệt. Hôm nay cảm ơn anh cũng lần đầu tiên anh cảm ơn chị cảm ơn em good dinner lần đầu tiên anh ăn cái món tầm bánh canh tôm hùm nè ăn là vui rồi nhưng mà anh hy vọng lần sau anh phải nấu thêm nữa nấu nữa phải nấu một lần nữa tại ngon phải nấu nữa ngon quá em thì quá ngon cả nhà đi mua đi rồi em nấu mình sẽ tiếp tục ăn những cái món này nữa bởi vì nó quá ngon đi cho nên phải mình phải lặp lại mời ăn hết luôn nè ăn hết luôn kìa vậy đó cả nhà. Kênh của YouTube của Bình Huỳnh thì sinh hoạt cũng như là chia sẻ cho đại gia đình của mình một ngày cũng như mọi ngày vậy đó. Thì video cũng xin tạm ngưng tại đây rồi. Hẹn lại gia đình của mình video ngày mai. Trước khi tạm biệt các bạn, cho mình gửi lời chúc đến đại gia đình của mình một ngày mới thật là vui vẻ đầm ấm. Cuộc sống lúc nào cũng happy và vui vẻ nha các bạn. Thôi tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn video ngày mai. Hẹn gặp lại ngày mai. Mọi người thử món này nha. Nhớ thử nha. Ngon lắm các bạn. Yeah.